chào mọi người nha. Thì trong cái video này em sẽ hướng dẫn về một cái dòng sản phẩm là gọi là tăng kích cỡ vòng 1. Và đây là một cái dòng sản phẩm nói chung là em bán rất là nhiều năm rồi, hầu như là em bán cũng 4 năm rồi. Và cái dòng sản phẩm tăng kích cỡ vòng 1 mà, và cái số lượng hàng bán chạy rất là khủng khiếp nha mọi người. Thì trong cái video này em muốn nhắc đến đó là cái dòng sản phẩm là tăng kích cỡ vòng 1 là Madame Busa. Cái này là được chiết xuất từ cái quả đào nha mọi người, quả đào nè. Và cái dòng sản phẩm này á là nó sẽ hỗ trợ là săn chắc vòng 1 nè, giúp cho vòng 1 không bị chảy xệ nè, giúp cho vòng 1 của chúng ta được là căng tròn hơn và to hơn một xí nha mọi người. Thì không cần phải đi phẫu thuật thì mọi người có thể là sử dụng cái em Madame Busa này. Một hộp này nó có 5 gói như thế này nha mọi người. Một hộp nó có 5 gói như thế này nè. Đó. Thì mọi người mỗi buổi tối là mọi người chỉ uống 2 viên trước khi đi ngủ là rất là tuyệt vời nha mọi người. Đảm bảo là sau 1 tháng thì cảm giác cái vòng ngực của mình nó sẽ được là săn chắc hơn, và cái vòng 1 của mình nó sẽ không có bị chảy xệ cũng như là nó sẽ to hơn một xíu nha. Thì chị em nào mà muốn quan tâm về cái dòng sản phẩm tăng vòng 1 Madame Busa này thì có thể là liên hệ ngay cho em để được đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.